mặc đồ bảo hộ nhá. Đang có bé có đồ bảo hộ là chắc chắn. Chào nhà nhé, chào nhà về lại kênh YouTube Quý TV. Chúc cả nhà ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, gia đình hạnh phúc và luôn thành công trong công việc nhé. Đây mình đi trên rừng cả nhà tự trong mình nhé, mình tiếp tục cuộc sống bước trên rừng. Hello ở nhà nhé, để review tụi em cho nhà xem nhé nha. Tụi em bò bể nhà ơi, tụi em bò bể đóng cáp eo nhà ơi. Em còn gần 5 mét cả nhà. Ngày 29 tháng 7 mình sẽ bò bể nhà ơi. Bò bể này chắc mình leo lên mình lấy nhà ơi. Rồi em coi cá keo luôn, em cầm kêu à. Mình leo lên luôn nha, khá cao luôn, lúc con đòn này khá cao khá nghi nữa. Bây giờ mình lên chinh phục của em bờ phía đây nhé nha, cả nhà theo dõi video mình nhé. Mình lấy cá xong rồi nha, đây nhộng rất nhiều luôn, mình như đây về nhộng nhất mắt nha. Chuối đầu ngon nhất nát luôn nha. Nhầm tiếng hết luôn à. Đây tôi đây nghề hạch cũng vậy này nha. Lấy ra rồi nè. Một bát nhầm, hai bát nhầm, năm bát nhầm này nha. Xíu là có nhậu liền nữa nha. Về bay vô đây. Thời lượng video đến đây kết thúc nha. Chúc cả nhà luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bình an và luôn thành công trong công việc nhé.